Pháp TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đã đến video theo của mình. Như là mình đã hứa đó cả nhà, và kênh YouTube mình làm về chủ đề pizza đó cả nhà. Và giải thưởng được 5 kg gạo cả nhà. Mình hứa cả nhà là sẽ đi cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà bà Sáu nha cả nhà. Có bên đây có bà Bảy ở sớm qua. Tại bà Sáu là bà bị câm nói chuyện không được cả nhà. Từ nhỏ lớn vậy luôn cả nhà. Nhìn mình nhờ bà Bảy ở sớm qua cho mình hỏi thăm chút nha cả nhà. Con mới lên luôn bà Sáu, mới lên bà Bảy. Bên kênh con làm gì pizza đó được giải thưởng 5 kg gạo nè. Rồi còn cho cái set vừa rồi là mình với ông Sáu thắng nha cả nhà. Cho mình thay mặt ông Sáu gửi tặng cho bà Sáu luôn. Rồi cho con hỏi thăm chút nha bà Sáu. Rồi công việc hàng ngày của bà Sáu làm gì? Bà đi cạo gió mướn. Người ta cho tiền bà đó, người cho 20, 30 gì đó. Dạ. Có người ta đãi cơm rồi cho ăn cà phê rồi pháo rồi đó. Dạ. Bà Sáu nói chuyện không được cái nhà, nên mình nhờ bà Bảy qua nói chuyện, chứ mình giờ mình không biết hỏi từ sau nữa. Để cho cả nhà cũng thông cảm. Rồi ban ngày mỗi đó con có đi ngang đây mà không thấy bà, là ban ngày bà không có nhà. Không có nhà, ít có nhà lắm. Đi cạo gió rồi đi vòng vòng chợ rồi chưa trưa mới về. Dạ. Ừ. Rồi bà Sáu này bị này hồi nhỏ lớn luôn. Bẩm sinh từ nhỏ luôn. Tại mình cũng không có biết nữa vậy. Rồi mình cũng ở xóm mình với có người quen cũng cho lên đây cho địa chỉ tìm tới nhà bà Sáu nghe nha. Rồi sau này mình có giáp rồi mình sẽ quay trở lại mình tặng tiếp những phần quà khác cho bà Sáu nữa cả nhà. Rồi từ cấp giờ cạo gió là lâu chưa vậy? Không gió từ hồi nào giờ vậy đó. Từ hồi trẻ giờ cũng đi cạo gió rồi gì đó. Rồi đi có khi bảy đi bằng mướn thuê cái lau nhà quét nhà thì lo bá theo. Dạ. Rồi, có khi mà không có đi lau nhà dẹp dọn nhà ta thì bà đi cạo gió. Cạo gió ngày nào cũng có cho như thế. Có khi người ta tới nhà ta rước nữa, biết qua cạo người ta lại tới nhà ta rước rồi gì đó. Rồi chồng con là sao? Không có con chứ không có chồng. Cũng như thì dạ. Gì đó hoàn cảnh gì đó không có chồng. Rồi con được mấy đứa bà bảy? Con được hai đứa mà đi bằng mướn thế chứ. Ít có về đó ha. Ít có về lắm. Nhưng làm nhà đồ hư sập đồ dột cái lắm mới về sửa chữa lại cho bà. Dạ. Rồi, rồi từ là làm cái bên đó như bà Bảy là không có làm công việc gì đó chứ hả? Không. Làm gì bà đâu có bằng. Hôm qua con nghe đằng kia nói bà đi bán giấy số, con nói thôi bà bán giấy số cho bằng ngày không, bà. Không có bán giấy số là bà chính đằng kia, còn dạ. Bà đâu có biết tìa cầm mà đâu có mời được đâu mà bán. Dạ. Chỉ cạo gió thôi. Mình cũng nghe lộn cả nhà, người ta nói chỉ, ta nói là cái mình mới canh là bữa nay ban đêm nào mà cả nhà mình lên đặng cho ban ngày bà Sáu không có nhà, mình không ghi hình được. Rồi nên chờ có gì hơi tối cả nhà thông cảm mình nha. Tại bảy hồi đó có bà ngoại đó, rồi bà ngoại còn trẻ rồi đi lau nhà dọn dẹp nhà cửa người ta thì lo bà theo. Dạ. Như Tết nhất rồi lo bà theo, giờ mắc giữ bà ngoại rồi giờ mình bả đi cạo gió, bả xài bả qua mình mang mình bả, bả không có đi nữa. Giờ bả đi cạo gió không đó. Dạ. Vậy con hỏi nó thôi mình cũng cho mình bắt tay với bà Sáu chúc sức khỏe bà Sáu đi cả nhà. Thôi cho con bắt tay bà Sáu chúc bà Sáu nhiều sức khỏe nha. Rồi kênh con từ từ phát triển đi, con sẽ quay trở lại rồi con tặng những phần quà khác cho bà Sáu. Rồi con thay mặt cảm ơn bà Bảy luôn nha. Con bắt tay bà Bảy chúc bà Bảy nhiều sức khỏe nha. Thôi nãy giờ mình chia sẻ hoàn cảnh của bà Sáu cho cả nhà xem cả nhà. Cả nhà thấy hay mình cho mình một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ cả nhà. Đăng có một lượt ra nhiều video hay cho cả nhà xem. Rồi bây giờ cho mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà, bye đây. Bye bye.